Thời đại công nghệ xanh đang đặt ra yêu cầu khẩn cấp trong việc khai thác và chế biến tài nguyên một cách bền vững, đồng thời duy trì sự cân bằng sinh thái. Biến đổi khí hậu thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, làm gia tăng sức nóng cho kim loại xanh, thành phần không thể thiếu trong sản xuất năng lượng sạch. Những kim loại này bao gồm nhôm và thép dùng trong tấm pin mặt trời, đồng trong cáp điện và ô tô, cũng như coban, lithium và graphite cho xe điện, đang trở thành tâm điểm của cạnh tranh quốc tế và những vấn đề địa chính trị sâu rộng. Sự trỗi dậy của xe điện và các nguồn năng lượng mới như tua bin gió đòi hỏi một lượng lớn các loại đất hiếm, với dự báo nhu cầu tăng vọt trong những thập kỷ tới. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng cung ứng và cách thức mà các quốc gia sẽ đối mặt với thách thức trung hòa carbon vào năm 2050. Đất hiếm, hay còn gọi là rare earth element, bao gồm 15 nguyên tố từ lanthanum, La, đến lutetium, Lu, cùng scandium, Sc, và yttrium, Y, được biết đến với sự khan hiếm trong tự nhiên và khó khăn trong quá trình tách dòng từ các khoáng chất. Việt Nam, nắm giữ trữ lượng lớn đất hiếm chỉ đứng sau Trung Quốc, đã khám phá ra nguồn tài nguyên này từ những năm 1980 và đã thực hiện khai thác thử nghiệm trong gần thập kỷ qua. Tuy nhiên, tiến trình khai thác vẫn chưa thực sự phát triển mạnh mẽ do hạn chế về công nghệ xử lý sạch và biện pháp bảo vệ môi trường. Đất hiếm có vai trò quan trọng trong việc sản xuất nam châm vĩnh cửu, loại nam châm có độ mạnh từ gấp hàng vạn lần so với nam châm truyền thống và được ứng dụng rộng rãi từ thiết bị y tế đến xe điện và ngành công nghiệp điện gió. Loại nam châm đất hiếm này bắt đầu từ sự phát triển của nam châm samarium coban, SOMCO, tại Mỹ vào những năm 1960 và tiếp tục tiến hóa với loại nam châm neodymium sắt boron, NFEP, vào những năm 1980 do Mỹ và Nhật Bản phát triển. Ngày nay, nam châm NFEP trở thành loại nam châm vĩnh cửu đất hiếm chiếm đa số sản lượng toàn cầu. Mặc dù Trung Quốc hiện sản xuất tới 87% nam châm đất hiếm toàn cầu vào năm 2018, họ vẫn phải chi trả phí sử dụng bằng sáng chế cho các công ty nước ngoài như Hitachi Metals của Nhật Bản.